Xin chào cô chú và anh chị, mình đang xem kênh Mai Đa Phúc Di Hiếu nha. Hôm nay thì em tiếp tục làm video về cái chủ đề đó là chăm sóc cây mai ghép sau khi mà mình tháo bịch á, được tầm khoảng là từ 7 ngày cho tới 10 ngày. Nói chung thì cái chủ đề ngày hôm nay em muốn chia sẻ với anh chị mình chủ yếu là nó quay quanh cái việc là mình sẽ vô dây nhôm, mình đỡ gió cũng như là chia tàn cho những cái cây mai mà mình đã ghép cho nó được từ 7 ngày cho tới 10 ngày đó anh chị. Đó. Thì như cô chú anh chị mình cũng biết, cái thời tiết của mình hiện tại là đang ở trong cái thời tiết thuận, cho nên cây mai mình nó phát triển rất là tốt luôn. Trong cái giai đoạn này nè, cái cây mai mình có thể nói là nó phát triển cực kỳ là tốt luôn anh chị. Anh chị nào mà mình có ý định ghép mai ở trong cái giai đoạn hiện tại á, thì mình cứ việc mình tự tin mình ghép nha. Mình không có cần phải sợ là thời tiết thuận cái tháng này ghép có được hay không hoặc là như thế nào. Chủ yếu là cái phần cây phôi anh chị mình, nếu như mà nó sung nó khỏe rồi, cái giai đoạn này mình cứ tự tin mà mình ghép nha anh chị. Thì chủ yếu á, là cái video ngày hôm nay em chia sẻ với anh chị mình về cái vấn đề thời tiết này luôn. Tuy là mình thời tiết rất là thuận, cây mai mình nó phát triển rất là tốt, nhưng mà đây nè, cái gì tốt quá cũng không được anh chị. Cái cây mai mình nó phát triển quá tốt như vậy thì nó rất là dễ bị gãy tược, gãy nhánh. Tại vì cái phần tược non và đọt non á, nó rất là dễ bị tổn thương luôn. Nếu như cây mai mình ghép lên như vậy, được tầm khoảng từ 7 ngày tới 10 ngày, cái tốc độ phát triển nó ra như vậy nè, mà mình không có lo mình vô dây nhôm để mình đỡ gió lại cho nó đó, thì anh chị mình thấy nè, đó, nó gãy tiêu hết tược rồi. Trong khi cái cây mai mình á, mình nuôi từ cái ngày mình vô chậu cho tới khi mình ghép là nó cũng khoảng 3 tháng 4 tháng, thì mình nuôi cái cây mai rất là cực luôn. Mà mình ghép vô á, nó đạt á, nó lên được cái vàng tàn như vậy, mà bây giờ mình sơ suất, mình không có vô dây để chịu cho nó, có một cơn gió mạnh quá nó thổi qua nó làm gãy đi cái nhánh của mình, thì mình rất là buồn luôn. Rồi tiếp theo thì em cũng sẽ chia sẻ với anh chị mình về cái quá trình vô dây nhôm luôn nha anh chị. Về cái phần mà mình vô dây nhôm để đỡ gió cho cây mai mình sau khi mà mình tháo bịch ghép ra được từ 7 ngày tới 10 ngày á, thì anh chị mình lưu ý giúp em một cái điều này á, là cái giai đoạn này mình không có cần phải vô cái đường dây nó quá đẹp xuất sắc, mình không có cần. Cái giai đoạn này mình quan trọng nhất là mình sẽ vô dây nhôm làm sao mà cho nó thiệt là chắc chắn để nó có thể bảo vệ được cái phần bo ghép của mình, như vậy mới là tốt nha anh chị. Chứ cái cây giờ nè anh chị mình thấy nè, nó toàn là đọt non không à, nó rất là dễ bị tổn thương luôn. Anh chị mình vô dây nhôm cái đường dây mà nó quá đẹp á, mà nó không có bảo vệ được cái phần bo mình, thì anh chị mình thấy nè, mình tưới cây hoặc là gió thì lúc lắc vậy nè, mà nó rất là dễ bị gãy cây, gãy nhánh của mình luôn. Cho nên cái đường dây này nè, mình vô nó xấu cũng được nữa, nó xấu thiệt là xấu cũng được, nhưng mà cái quan trọng nhất là nó phải chắc chắn, nó phải đảm bảo được cái sự an toàn cho cái phần bo ghép của mình, như vậy mới là tốt nha anh chị. Thì đối với cái trường hợp là mình vô dây nhôm đi đỡ gió này nè, thì có hai cách. Một là mình vô dây nhôm thắt cổ, còn hai là mình sẽ vô dây nhôm cặp thân. Thì đây em sẽ thực hiện cho anh chị mình xem hai cái cách này luôn. Rồi đầu tiên nhất nè, em sẽ vô dây nhôm cặp thân cho anh chị mình xem trước. Đó là cái nước dây cặp thân á, thì mình vòng qua cái phần thân của cây mai nè anh chị. Đây, đầu tiên hết là mình sẽ vòng qua cái thân của cây mai nè. Rồi sau đó thì mình cứ việc mình quấn ra, mình quấn từ ngay chỗ cái phần cốt ghép của nó luôn. Đây, mình quấn ngay chỗ ngay cái phần cái cành chính của nó nè anh chị, mình quấn vô cho nó một hai vòng nha. Đó, mình cứ việc mình quấn vô hai vòng giống vậy nè. Rồi sau đó cái còn cái đường dây thứ hai là cái cọng, tại vì một cọng dây nhôm á, mình vòng qua thân thì nó sẽ chia ra được thành hai cọng vậy nè. Rồi cái cọng thứ hai tiếp tục mình cũng quấn theo cái cọng thứ nhất luôn. Đó, mình cũng quấn vòng qua thân cho nó giống như vậy nè. Rồi đó, rồi bắt đầu anh chị mình cũng cắt cái phần dây dư ra nè. Thì này lưu ý á, là khi mà mình quấn dây để đỡ gió này thì tốt nhất là mình quấn cho cái mình chừa cái phần dây nhôm á, cho nó hơi dư ra, hơi dài một chút nha. Tại vì cái phần bo ghép của mình á, đâu phải là nó phát triển có nhiêu đây đâu. Anh chị mình mà cắt cái cọng dây nhôm nó bằng cái đọt này nè, thì nữa cái cọng này nó dài ra, nó cũng rất là dễ bị gãy luôn. Nếu như nó chịu không nổi cái tải trọng của cái phần bo ghép mình á, cho nên anh chị mình cứ việc mình cắt cho hơi dư ra một chút đi. Nữa mà nó có dài ra thêm nữa thì mình tiếp tục mình quấn thêm. Rồi sau khi mà anh chị mình đã vô cái phần cốt cho nó như vậy rồi nè, rồi bắt đầu thì mình sẽ tiến hành mình quấn ra tới cái phần đọt.
Nhưng mà anh chị mình lưu ý á, là cái lọn dây đầu tiên mình quấn á, là mình cố gắng á, mình vòng qua cái phần bo ghép để cho cái dây nhôm á, nó chịu cái phần bo lại, nó hạn chế đi được cái sự gió lớn nè, hoặc là anh chị mình tưới cây nó bị gãy nha. Đó, mình cứ việc mình cố gắng á, tuy là nó hơi khó một chút nhưng mà mình cũng làm từ từ, mẵng mẵng từ từ thôi, chứ mình không có cần phải gấp đâu. Đó, mình cứ việc mình vòng qua nè. Rồi sau đó thì mình thấy một cái phần bo của nó nè, nó lên được 3 cộng nè anh chị. Đó, một cộng nè, rồi cộng này 2 và cộng bên đây là 3. Thì mình cái cộng đầu tiên này mình sẽ quấn vô cái cộng chính của nó nha. Đây, cái cộng chính của nó là cộng này, mình sẽ quấn cộng này trước. Còn những cái cộng phụ á, thì một hồi nữa mình quấn sau. Đó, cái nước dây đầu tiên này thì khi mà quấn ra tới ngoài chót á, anh chị mình cũng lưu ý giúp em á, là mình đừng có quấn cho cái phần dây nhôm với cái phần bo ghép của mình nó quá sát vô nhau. Tại vì cái phần bo mình lúc này nó còn lớn hơn được nữa mà, nó còn đang trong cái sức lớn đó. Mình quấn siết dây quá thì cái phần bo mình á, nó rất là dễ bị khuyết dây luôn. Mình mới quấn vô có chừng từng 10 bữa là nó khuyết dây à. Cho nên mình cứ việc mình quấn cho nó có cái độ hở ra giống như em vậy nè. Đây, nó có cái độ hở ra giống vậy nè. Chủ yếu là cái này là mình đỡ gió với lại mình chia tàn cho nó đừng có bị gối thôi mà, chứ mình đâu có phải sửa cho nó đẹp đâu. Mình không có cần phải quấn quá sát nha anh chị. Rồi, mình cứ chia nhẹ nhẹ lên vậy nè. Rồi một hồi nữa nó thoáng rồi mình quay. Rồi một hồi nó thoáng á, rồi mình sẽ chia lại cho nó kỹ hơn. Tiếp tục thì đối với cái tược ở dưới đây thì cũng vậy. Mình sẽ vòng qua cái phần cốt nó một cái, rồi mình hãy quấn ra tới ngoài chót đọt nha. Đây. Đó, anh chị mình cứ vòng qua cái phần cốt một cái nè. Đây. Thì anh chị mình cứ việc mình vòng qua cốt nó một cái như vậy nè, cho cái phần dây nhôm á nó chịu cái phần bo ghép của mình lại, nó hạn chế cái việc là gãy nhánh của mình nha. Rồi, tiếp tục thì mình cứ việc mình quấn ra tới ngoài chót thôi. Còn về cái đầu dây dư này nè anh chị, đây nó có một cái đầu dây dư như vậy, thì mình cứ việc mình bẻ cái đầu nó vô vậy để khi mà mình tưới cây á, mình đi qua đi lại, hoặc là nhà mình có con nít, có em nhỏ đó mà nó đi gần cây mai mình chừa cái đầu dây ra ngoài giống vậy nè, mình không có bẻ vô á, nó rất là dễ móc vô quần áo của nó hoặc là móc vô người của mấy đứa nhỏ thì không có được hay. Mình cứ việc mình bẻ cúp cái đầu vô vậy nè để hạn chế tối đa cái sự cố xảy ra nha. Đó, rồi tiếp theo. Rồi, tiếp theo thì em cũng chia sẻ với anh chị mình về cái cách vô dây nhôm thắt cổ nha anh chị. Đó, như anh chị mình thấy cái tược này nè. Thì thay vì hồi nãy á, là cái đường dây của mình sẽ vòng qua cái phần thân của nó nè. Đó, mình vòng qua cái phần thân. Nhưng mà bây giờ á, thì mình không có vòng qua thân nữa. Mà cái vô dây nhôm thắt cổ này á, mình chỉ cần để vô cái phần, cái cành nhánh của mai thôi nè. Đó, cái ngay chỗ cái phần tược, cái phần đầu cành của mình á. Đó, mình chỉ cần để cộng dây nhôm vô cái phần đầu cành của mình như vậy thôi. Rồi sau đó mình siết lại. Thì mình siết nó tầm khoảng là 3 vòng cho tới 4 vòng. Mình cứ siết càng nhiều vòng càng tốt cho cái phần chân của mình á. Cái phần chân ở trong đây nè, nó càng chắc chắn thì càng tốt nha anh chị. Đó, sau khi mà em đã thắt cổ nó xong được như vậy rồi, thì bắt đầu cũng tương tự giống như là vô dây cặp thân. Đó là mình sẽ vòng qua cái phần bo ghép trước và mình sẽ quấn ra. Đây, như anh chị mình có thể thấy nè, cái nước đầu tiên nhất, cái lọn dây đầu tiên mình quấn á, thì lúc nào cũng vậy, mình vô dây theo cái cách nào cũng vậy, mình phải vòng qua cái phần thân nó trước một cái nè. Đó, mình sẽ vòng qua cái phần bo để cho cái phần dây nhôm á nó bảo vệ toàn diện được cái bo. Chứ giờ anh chị mình thấy vậy nè, cái mình rút cọng dây lên mình quấn luôn á thì nó cũng rất là dễ sức cái phần bo mai ghép của mình luôn. Rồi, sau khi mà mình vòng qua được một lọn rồi thì mình cứ việc mình quấn ra tới chót thôi. Quấn ra tới chót này rồi á, thì anh chị mình cũng lưu ý gán nhớ giúp em á, là mình bẻ cúp cái phần
dư nè, cái phần đầu đọt dư này của mình á, mình cố gắng mình bẻ cúp vô để tránh cái trường hợp là ở nhà mình có con nít nè, hoặc là em nhỏ đó, nó đi qua đi lại móc vô quần áo của nó thì không có được hay nha anh chị. Rồi đối với cái đường dây thứ hai thì cũng vậy, mình quấn nương theo cái đường dây thứ nhất, mình cũng cặp qua thân nó một cái nè. Rồi, cặp qua cái phần chân của bo một cái cho nó bảo vệ cái phần bo của mình lại. Rồi tiếp tục thì mình cứ việc mình quấn ra tới ngoài chót thôi. Đó anh chị mình thấy nè. Mình quấn là mình quấn cho nó cái phần dây nhôm lúc nào nó cũng nằm ở dưới cái nhánh của cái tuột ghép nha. Ở dưới nhánh của cái chèo á, đó cái chèo nó nè, mình quấn dưới cái chèo nó để nó bảo vệ luôn được cái chèo ghép của mình. Chứ mình quấn trên cái chèo nó đâu có bảo vệ được đâu anh chị. Rồi tiếp tục mình cứ việc quấn ra tới chót. Rồi cái phần dây nhôm dư ở đầu chót thì cũng tương tự như nãy giờ, mình sẽ bẻ nó cúp vô để tránh cái trường hợp là nhà mình có em nhỏ đó, nó đi qua đi lại móc vô người của nó. Rồi tiếp theo thì cũng còn một nhánh bên đây thì cũng tương tự như vậy thôi. Rồi và sau khi mà cô chú anh chị mình á có thể thấy là mình vô dây nhôm để mình chia tàn nó ra, mình hạn chế đi cái việc á là sau khi mà mình ghép thì có nhiều cái nhánh á nó sẽ mọc lung tung, kiểu như là có nhiều nhánh thì nó sẽ mọc chồng chéo lên nhau vậy nè. Thì hiện tại bây giờ mình thấy nó không có gì hết, nhưng mà tới chừng anh chị mình lãi lá ra để mình chơi bông á thì mình thấy cái cây mai của mình, cái cành nhánh ở trong á nó rất là bị gối luôn, cái nhánh nó mọc chồng chéo lên nhau vậy nè. Cho nên á, khi mà mình ghép cái cây mai của mình được tầm khoảng là từ 7 ngày cho tới 10 ngày rồi thì tốt nhất là cô chú anh chị mình hãy cố gắng mình vô dây nhôm để mình chia được cái dàn tàn của nó, hạn chế đi cái nhánh mai của nó sau này nó lên nó mọc nó bị gối á, nó chồng chéo lên nhau. Cùng với đó thì mình cũng bảo vệ được cái phần bo ghép của mình, tránh đi cái trường hợp là gió mà mưa gió lớn quá, hoặc là anh chị mình tưới cây á mà kiểu như mình tưới mình bắn cái giọt nước nó mạnh quá nó cũng làm cho mình bị sứt cái nhánh mai của mình luôn. Rồi thì em cũng xin được kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị mình xem video á, nếu mà có câu hỏi hoặc là cách xử lý nào tốt hơn thì cứ việc để lại bình luận ở phía bên dưới nha, để cho em cũng như là cô chú anh chị mình đang xem video cùng nhau tham khảo nè, thảo luận và đưa ra được cách xử lý tốt nhất nha anh chị. Anh chị mình cũng đừng quên cho em xin một lượt đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ để ủng hộ em có động lực làm thêm những video khác chất lượng hơn, chia sẻ với cô chú anh chị mình về kinh nghiệm làm mai cũng như là giới thiệu với cô chú anh chị mình nhiều giống mai độc lạ khác nữa nha. Tạm biệt anh chị. Chúc cô chú anh chị mình có một ngày học tập và làm việc vui vẻ.